Ôi, chúng ta bắt đầu cho các em. Vậy bữa trước chúng ta đang dừng ở cái dạng bài tập công suất của động mạch xoay chiều nha. Ta làm một bài để chúng ta ôn lại kiến thức một tí nha. Trong cái mạch điện xoay chiều của chúng ta là gồm có các phần tử là điện trở R lớn, cuộn dây. Để nó mang tính chất tổng quát thì cuộn dây của chúng ta nó có thể có điện trở nha. Và công suất tiêu thụ của mạch điện thì tính bằng công thức nào nha? Thì thường nó có 3 công thức để tính, nhưng mà thông nói chúng ta thường hay xuất phát là từ công thức R y bình hả? Và ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta có các loại công suất nào ha, và bài toán biện luận của chúng ta thì có những bài toán nào thì các bạn xem lại lý thuyết đấy nha. Làm một hai bài để chúng ta lấy nền để chúng ta làm tiếp nhé. Ta làm câu 11 cho thầy nha. Của dạng bài tập công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều nha. Bài là bài 11 trang 24 nha các em. Rồi, chúng ta đọc yêu cầu của đề bài thử nha. Rồi coi thử nó rơi vào cái dạng bài tập nào nha các bạn. Chúng ta đọc yêu cầu của đề bài nha các bạn. Một đoạn mạch xoay chiều gồm có tụ điện, có quãng kháng, có dung kháng ZC là bằng 100 ô, 200 ô. Cuộn dây mắc nối tiếp nha, như vậy mạch của chúng ta chỉ gồm hai phần tử thôi. Điện áp hai đầu mạch đây. Vậy mày này nó thiếu cái phần tử R lớn nha, và không có R lớn thì coi như R lớn bằng 0 nha. Điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120 V. Lưu ý các bạn, cuộn dây không phải là UL nha các bạn. Đây đây là gọi là cuộn dây này. Đấy. Và sớm pha pi trên 2 so với điện áp hai đầu mạch. Rồi, yêu cầu tính công suất tiêu thụ của cuộn dây. P là bằng R y bình nha. Ở đấy. Đó là tất cả những cái dữ liệu mà chúng ta có nha. Chúng ta cố gắng đọc yêu cầu đề bài coi thử chúng ta đã có những dữ liệu nào rồi đấy.
tóm tắt ra hết trên bảng rồi đấy, rồi cố gắng. Dữ liệu đầu tiên chúng ta cần phải lập phương trình, đó là cái U dây bằng 120V. Rồi chúng ta coi thử U dây bằng cái gì nha. Các bạn lưu ý là nếu trong trường hợp mà cuộn dây của chúng ta mà không có R nhỏ, U dây người ta gọi là UL nha. Nhưng bây giờ cuộn dây của chúng ta bản thân nó gắn cái điện trở R nhỏ rồi, nên người ta gọi chung là U dây nha, chứ không gọi là UL được nha. Rồi các bạn bắt đầu khai triển từ cái biểu thức U dây bằng cái gì. Rồi đầu tiên chúng ta xuất phát từ biểu thức U dây bằng cái gì thôi. Lâm nào, U dây bằng cái gì Lâm? Em có thể là U dây là bằng Y nhân với Z nhân L. XL à? XL là sai rồi em. Cuộn dây bây giờ nó gồm hai phần tử mà. Z này gọi phải gọi là Z dây nha. Cho hiểu cho Lâm. Dạ. Rồi Y bằng gì em? Y là bằng U trên Z. Z. Z dây theo em, Z dây bằng cái gì? Em thấy là Z dây là bằng căn căn bậc 2 của ZL trừ ZC tất cả pin. C hả? Z cuộn dây mà em. Z cũng cuộn dây thôi, làm gì có ZC em. Trên cuộn dây có cái gì Lâm mày? Dạ trên cuộn dây có R với L. Làm gì có C? Vậy R. R R gì? R nào bên? R bình. R nhỏ bình. Cộng Cộng với gì? Z L ZL và trừ mấy? chứ không. Không nữa nha, do Z đây mà là Z toàn bộ em, đây chỉ là Z của cuộn dây thôi, mà trên cuộn dây là không có ZC nha. Là cho nó bằng bao nhiêu? Rồi Trăm các em cho thay bằng chỗ số này. vào. Nhớ bây giờ là cuộn dây của chúng ta nó có điện trở nha, cho nên Z của nó không phải là ZL nha. Z của nó gọi là Z dây. Rồi thay số vào thử. U, U có chứ, U toàn mạch là 120. Rồi Z toàn mạch là gồm cái gì? Đây bắt đầu mới Z toàn mạch nè. R bình. Đây là Z toàn mạch nè. Còn Z dây nè. Đúng chưa? Rồi các em khai triển phương trình này ra coi thử chúng ta được cái gì. ZC có rồi. Rồi khai triển với các bạn để chúng ta được một cái phương trình 120 với 120 rút gọn rồi. Rồi bình phương hai vế lên các bạn, vế trái được cái gì, vế phải được cái gì nha. R phương cộng ZL bình đúng không, bằng R bình phương cộng cái gì, ZL trừ cho 200 tất cả bình đúng không. R bình phương với R bình phương chúng ta bỏ luôn nè, vậy vế trái ta được là ZL bình, vế phải là ZL bình trừ 400 ZL đúng không?
và cộng với 200 bình phương. Rồi, từ đây chúng ta sẽ được XL đúng không em? XL bình bỏ này đấy. Rồi ta được ZL bằng bao nhiêu đấy, thay số vào thôi. Trăm đúng không em? Rồi được một cái rồi. Rồi phương trình thứ hai. Rồi được một ẩm rồi nha, chúng ta còn thiếu một ẩm nữa, đó là R nhỏ chưa có. Rồi tiếp tục các bạn. Tiếp tục nha các em. Rồi bạn nào có thể hiểu cho thầy cái dữ liệu u dây sớm pha bi trên 2 so với u thử các bạn. Chúng ta có cái giản đồ vector bữa trước nha, muốn so sánh pha hay không là chúng ta có giản đồ vector ấy nha. Rồi các em coi ở trên cuộn dây chúng ta nó gồm có những phần tử nào. Em cứ nhớ là mình cuộn dây là mình coi như nó là một đoạn mạch nha. Đoạn mạch này chỉ gồm có hai phần tử thôi. Đó là R và L. Bạn nào nhớ đặc tính của R là như thế nào với Y về pha hả? Cuộn dây chúng ta là gồm có hai phần tử này, R nhỏ và L này. Đầu tiên là chúng ta vẽ cho thầy cái phần tử R nhỏ đã. Về pha thì nó như thế nào hả? Thanh Huyền, UR nhỏ về pha nó như thế nào với Y em này? UR thầy. UR cùng pha với Y ạ. Rồi đúng rồi, cảm ơn em. Nhớ dần rồi nha. Đây của R đó nha, R này. Rồi, phần tử thứ hai là L thì như thế nào? Minh Chiến nào, Minh Chiến. Minh Chiến vô chưa? Dạ thầy. Phần tử L thì U nó như thế nào em? Là nhanh pha hơn BN2. Nhanh pha hơn. Theo Chiến thì bây giờ U dây nằm như thế nào em? Cuộn dây của chúng ta nó gồm có hai phần tử đó là R và L thì theo em U dây nó phải nằm như thế nào? Hợp hai vectơ. Đúng rồi, nó hợp hai vectơ này lại này nha. Dây nó gồm hai phần tử mà. Đây, như vậy u dây nó nằm như thế này này. Được chưa? Rồi, một thằng. Tiếp theo đề bài nó đề cập đến u toàn mạch. U dây với u toàn mạch như thế nào? U dây sớm pha bi trên 2 so với u toàn mạch thì thôi thì không vẽ nữa nha, thì vẽ tạm u toàn mạch đây. Phải u toàn mạch đây không? Vậy góc này phải bằng bao nhiêu các em này? Bi trên 2 đấy, đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta có phương trình nào liên hệ bài này thì hơi khó một tí. Chúng ta có thể ban đầu chúng ta chưa quen, bạn nào biết cái góc này gọi là gì? Đó là góc lệch pha giữa u và y đúng không em? Góc đó gọi là phi, nhưng phi đây là phi gì? U đây là u gì em mày? U dây đúng không? Thì phi này gọi là phi dây nha. Rồi các em coi góc ở dưới này. Góc này có phải là phi của mình không?
Nó là góc lệch pha giữa U và Y ấy. Và em nhận thấy trên hình này phi dây và phi là hai góc như thế nào ấy? Có phải là phụ nhau không? Phụ nhau ở đây có nghĩa là cộng lại bằng 90 độ á. Đúng chưa? Mà hai góc cộng lại bằng 90 độ, bạn mà nhớ bên toán học chúng ta có tính chất gì không? Hai góc mà cộng lại bằng 90 độ thì chúng ta có hai cái tính chất rất là quan trọng bên toán, đó là cos bình phương alpha cộng cos bình phương beta bằng mấy? Được chưa? Và cái tính chất thứ hai đấy, hai cái tính chất này là có được từ bên toán đó nha. Ở đây thầy là thầy chứng minh cho các em rõ thôi, chứ sau này các em gặp dạ bài tập này thì em lôi công thức ra. Được chưa? Rồi bây giờ vận dụng vào đây thì chúng ta sẽ được gì? Tuy nhiên như trên hình vẽ này em biết rằng cái u dây của chúng ta là cụ thể là cái góc phi dây này nó mang giá trị dương này. Còn cái góc phi này nó nằm dưới thì nó mang giá trị gì? Âm này. Như vậy thằng này âm, thằng này dương thì nhân lại có còn bằng 1 không em? Chứ không còn bằng 1 mà bằng gì? -1. Ở đây chúng ta sẽ có công thức là tan phi dây nhân tan phi, chứ không còn bằng 1 giống bên toán nữa mà bằng gì? -1. Lý do là hai anh này quan hệ gì em này? Vuông pha. Đấy, chúng ta có thêm một cái tính chất bên điện xoay chiều nữa nha các em. Nếu hai thằng U mà có mối quan hệ vuông pha thì tan phi này nhân tan phi kia bằng bằng cộng -1, nhưng mà thường các phần lớn cái trường hợp là bằng -1. Rồi thầy đã chứng minh cho các bạn thấy cái công thức này thì thôi lần sau các bạn gặp là các bạn cứ dùng nha. Ví dụ trong trường hợp chúng ta gặp U1 và U2 vuông pha với nhau thì mình sẽ có tính chất là tan phi này nhân tan phi kia bằng -1. Rồi tan phi dây bằng gì các bạn hề? Tan phi tổng quát luôn luôn là bằng ZL chia ZC chia R nha. Chúng ta học tan tổng quát rồi này. Đúng nha. Vậy bây giờ tan phi dây thì theo em nó bằng cái gì? Phi dây thôi nha. Tức là trên cuộn dây của chúng ta nó khuyết phần tử nào các em này? Cuộn dây của chúng ta thì khuyết phần tử C thì chúng ta lơ thằng C đấy, không có nó nè. Thì còn gì? Còn tan phi toàn bộ là có đầy đủ nha. Đúng nha. Rồi cái này bằng -1. À, thì chúng ta sẽ ra được cái ẩn cuối cùng của chúng ta. Đó là ẩn R nhỏ. Rồi các em thay mô tìm cái thầy R nhỏ này xong rồi đấy. Thầy chọn nhầm bài, bài hơi khó tí. Thầy tự nhìn qua thầy tưởng nó đơn giản, hóa ra nó hơi khó tí. Đáng lẽ là bài này chúng ta nên làm sâu sâu một chút. Chính L mấy rồi các bạn? Chính L này chúng ta có số rồi mà, bằng 200 đúng không? Chính xe chúng ta, à, xin lỗi, chính L 100 chứ. Chính xe là 200. Và từ đây chúng ta rút R bằng 100. Ok chưa? Rồi ta tìm cái gì các bạn này? Để bài yêu cầu tìm cái gì? Công suất tiêu thụ P bằng R y bình thôi. Y là bằng U chia Z nha các bạn. Rồi Z chúng ta khai triển nó thôi.
thay số tên đáp án của nó bằng mấy? Đáp nó là 72 watt đó. À, được chưa? Và để cho các bạn dễ hình dung thì thầy cho một cái ví dụ bên ngoài một tí nha. Đây. Nhiều khi các bạn tính mấy cái dép này, nhiều khi các bạn đang nhầm lẫn này. Đây thầy cho một cái mặt này, cho một cái bài phía ngoài đấy nha. Cho các điểm vô nha, m n cho r nhỏ bằng 40 ohm, à 60 ohm, r lớn bằng 40 ohm, l bằng 2 chia pi henry, c bằng 10 mũ trừ 4 chia pi farad, điện áp hai đầu mạch 200 căn 2 cốt 100 pt cộng pi trên 3 nhá. Rồi xác định ZAB ZAM ZAN ZMB câu B. Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch. Và câu C. Tính công suất tiêu thụ của mạch. Công suất tiêu thụ trên cái đoạn AM. Công suất tiêu thụ trên đoạn MB. Đấy, ta lấy ví dụ như vậy. Tính công suất tiêu thụ trên mạch là trên toàn bộ mạch đấy, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AM, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch MB, và cho thêm cái nữa đi, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AN. Đấy, mục đích là để chúng ta rà soát công thức để coi các bạn hiểu đúng chưa này.
này thì chủ yếu chúng ta áp dụng công thức thôi các bạn, lưu ý tránh nhầm lẫn nha các bạn. Ví dụ như câu A yêu cầu tính Z lên đoạn nào, viết công thức cho đúng nha. Ý là thầy yêu cầu các bạn ghi công thức đó thôi, ghi đúng là làm đúng thôi. ZAB là gì nha, viết công thức cho đúng nha các bạn. Chủ yếu ở đây là thầy yêu cầu các bạn viết công thức thôi, chứ còn thay số nó dễ ổn mà. Đầu tiên ta tính cho thầy mấy cái râu ria rồi nha, ví dụ như ZL bằng bao nhiêu rồi nha, ZL là 200 rồi nha, ZC là 100 rồi nha. Rồi Z tổng toàn bộ mặt là gồm, thầy có biết tổng nhất nha, toàn bộ mặt là gồm R lớn R nhỏ, thì ZL ZC là đầy đủ nhất ấy. Tại Z này chính là ZAB này nha. Tại Z này là Z tổng quát nhất á, tính cho cả đoạn mạch AB luôn. Các bạn thay vô có phải các bạn được 100 căn 2 không? Rồi đó là Z toàn bộ cái mặt nha. Rồi bạn nào đọc cho thầy cái biểu thức của ZAM thế này. Khi em thuộc là em thuộc cho thầy cái biểu thức tổng quát nha, đây là nguyên cái này gọi là tổng quát này. À, rồi bây giờ mình nhìn trên cái đoạn mạch AM lúc này chỉ có cái gì thôi em này, chỉ có R lớn chứ mấy, đây nè đoạn mạch AM nè em,
Vậy bạn nào đọc cho thầy ZAM bằng cái gì được? Nhìn lên đó là chỉ thấy xuất hiện R lớn, tức là tất cả những phần tử không có thì đều cho nó bằng không hết. Hùng mạnh thì hùng mạnh. Hùng mạnh đâu rồi? Bích Loan nào, Bích Loan. ZAM bằng cái gì em? Chỉ còn mỗi R đúng rồi đấy. Thì chỉ còn mỗi R thôi, R nhỏ thì bằng không này, ZL, ZC bằng không hết mà. Rồi, ok, tuyệt vời. 40 nha. Rồi giờ ZAM. Thành Đạt tới Thành Đạt. Xin lỗi, ZAM là ZAN chứ. Rồi nhìn trên đoạn mạch AN có cái gì nào đạt này? Không có thằng nào. Đạt đâu rồi? Không có giấy xe hả? Ủa, tụi mình cố gắng nghiên cứu commit ra vậy, học cho nó dễ. Đoạn AN là không có giấy xe đúng không? Thì em bỏ giấy xe cho thầy thôi đây này. Để chúng ta chỉ còn R lớn, còn R nhỏ, tất cả bình phương. Cộng ZL, ZC không có thì cho nó bằng không. Không phải là ZC bằng không nha em, mà trên đoạn mạch này không có ZC. Rồi các em thay số thôi. Được chưa? Rồi bây giờ ZMB. Huyền, Tử Huyền, ZMB đọc cho thầy biểu thức Tử Huyền. Căn của R nhỏ bình cộng ZL trừ ZC cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Đúng rồi. Thấy vậy thôi các bạn. Do nãy Lâm nó đọc sai cho nên thầy cũng thấy bất ngờ, nên thôi thầy cho bài này để coi có bạn làm thì ok không. Và nếu các bạn muốn tính y thì nhớ u nào z đó nha. U ví dụ như u AM thì z phải là z AM. Được chưa? Rồi, câu B thôi các bạn. Thôi chúng ta cứ làm chậm chậm cho nó chắc đi cho rồi nhá. Rồi chúng ta yêu cầu viết biểu thức của y nha. Rồi chúng ta tính cho thầy y không thôi. Các bạn lấy u nào thì chia z đó. Ví dụ thầy lấy u không am thì thầy phải chia cho z am. Đấy, ví dụ như vậy. Nếu ở đây thầy lấy ví dụ như u không mb thì thầy phải chia cho z mb. Tuy nhiên bài này thì chúng ta có u không toàn bộ này, thì chúng ta sẽ chia cho z không toàn bộ và z đó. Z toàn bộ là 100 căn 2 nha các em. Các bạn sẽ được 2 âm đây. Rồi các bạn tính tan phi thôi. Tan phi cũng toàn bộ luôn nha. Tan phi toàn bộ đây là góc lệch pha giữa u toàn bộ và y nha. Trừ ZC là 100, R lớn cộng R nhỏ là 100, cái này bằng trừ 1 nha. Tức là phi của chúng ta bằng trừ vi trên 4. Đây là góc lệch pha giữa u và y cho nên nó là phi u trừ phi y. Rồi các bạn rút ra cho thầy phi y thôi nha. Bằng một chứ này. Tan phi bằng một. Quên, xin lỗi đồng một. Xin lỗi, tôi nhìn nhầm. Phi bằng bi trên 4 nha.
view của chúng ta là mi trên 3. Rồi thầy rút ra phi nha. Tất nhiên bữa trước thầy bày các bạn bấm máy tính rồi, nhưng mà thôi giờ chúng ta cứ làm tay cái đã nha. Chúng ta sẽ được pi trên 12. Rồi phương trình của y đâu rồi? Y không là 2 rồi, phi của nó là pi trên 12. Rồi câu C của bạn bây giờ tính P. Rồi bây giờ đề bài yêu cầu tính P gì? Đấy, ví dụ đây, P toàn mạch. P trên đoạn AM. P trên đoạn MP. Và P trên đoạn AN. Cứ R như bình thôi, vấn đề đặt ra là R nào. Rồi P toàn mạch là có mấy R các bạn nè? P toàn mạch là có 2R nha. Phải đọc cho thầy bốn cái P này thử hơn. Đâu rồi? Dạ thầy. Đọc cho thầy bốn cái pe thử. Dạ. Dạ thầy. Về hơn em đây thầy đọc lại đấy, viết cho thầy bốn cái biểu thức P thử. Dạ em thưa thầy, bề mặt là bằng R lớn cộng R nhỏ tất cả nhân cho U trên cho Y bình là được rồi, em Y có rồi mà. Y bình. Rồi P trên đoạn mặt AM bằng gì? Em thưa thầy là R lớn nhân cho Y bình. Rồi P trên đoạn mạch MP. MP em thưa thầy là R nhỏ trên R nhỏ nhân cho Y bình. Rồi đoạn mạch AN. Em thưa thầy R lớn cộng R nhỏ trên cho nhân cho Y bình. Đúng rồi, cảm ơn. Y là nó giống nhau nha các bạn, Y hiệu dụng là giống nhau hết. Mặt dắt mối tiếp mà, đó vậy thôi, đơn giản luôn mà. Đấy, bài này để mục đích chính là để chúng ta hiểu hơn mà. Về công thức là chính hơn, chứ cũng yêu cầu các bạn tính toán làm gì. Y chúng ta có rồi. Sao hiểu được chỗ này chứ các bạn? Làm viên phóng được ở của người khác như vừa. Ok chưa? Rồi, ta sang nội dung tiếp theo nha. Cộng hưởng điện. Nội dung này trong sách giáo khoa thì nó ghi là hướng dẫn học sinh tự học nha. Nhưng ra đề thì người ta vẫn có khả năng ra được vì người ta lách đi theo kiểu khác nha các bạn. Thì thôi chúng ta cũng học luôn đi. Cái nào mà chắc chắn thầy nghĩ rằng nó giảm được thì thầy sẽ bỏ luôn cho các bạn. Còn cái nội dung này là tuy là nó giảm nhưng mà người ta vẫn có thể lách được. Cho nên thôi chúng ta, người ta lách thì dẫn đến người ta vẫn có khả năng ra thi được. Chúng ta nắm luôn. Mà đối với vật lý nói chung là cứ cộng hưởng là phải có cái gì đó mát nha. Và cụ thể cộng hưởng điện thì cái gì mát à, chúng ta học là thường là biểu thức U là do điện lực nó bán cho mình đúng không? U nó đã giữ ổn định rồi, vậy cái nó mát thì chỉ có khả năng là cái anh nào, anh Y thôi gì đâu mà đúng không. Rồi ta khai triển từ biểu thức Y toàn mạch, Y hữu dụng nha.
U hiệu dụng chia Z. U hiệu dụng điện lực nó bán cho em thì thường nó để dưới dạng hằng số rồi. Thậm chí là 220V rồi đấy nhá. Còn Z của chúng ta là R lớn cộng R nhỏ nhưng bình bình phương. Z là Z toàn mạch nha. Trong quá trình đi thi á, lỡ cái mạch của chúng ta nó khuyết phần tử nào thì các em cứ tự động cho phần tử đó bằng không nhé. Còn thầy đây thầy ghi tổng quát nhé. Được chưa? Mà đã là cộng hưởng thì phải có cái gì mà đó mát nha. Và ở đây thầy nói thẳng luôn, đó là y mát. Tức là cường độ dòng điện chạy trong mạch đạt giá trị cực đại. Ngày xưa ở phần điện một chiều các bạn nhớ muốn y mát chúng ta gây ra cái gì không? Phần điện một chiều các bạn y bằng gì? Đây, thầy nhắc lại về điện một chiều luôn để các bạn ôn, vì đằng nào các bạn cũng thi điện một chiều mà. Còn điện một chiều thì chúng ta dùng biểu thức là định lực ôm cho toàn mạch đó em. Điện biểu thức nào không? Và muốn y của chúng ta mát thì cái này sẽ nhỏ nhất có thể này. À, nhỏ nhất thì điện trở là bằng mấy em? Bằng không. Hiện tượng này gọi là hiện tượng gì nhớ mày? Bạn nào nhớ nó là hiện tượng gì không mày? Chiếm hiện tượng gì nhớ không Chiếm? Đoán mắt đoán rồi. Ờ à, đúng rồi đấy. Đoán mạch nha. Đây ví dụ chúng ta có một cái viên pin này, đáng lẽ viên pin này chúng ta phải lắp với một cái thiết bị nào đó để tiêu thụ điện đúng không? Mà lỡ đứa nào nó chơi ác nó lấy một cái dây đồng nối dây là rồi xong, vì cái dây đồng mà điện trở của nó rất là bé coi như bằng không, thì lúc này sẽ có một cái dòng điện mát chạy trong mạch này. Và với sự xuất hiện của dòng điện mát này thì viên pin này sẽ tỏa nhiệt rất là mạnh và một lúc sau là nó hết điện. Hiện tượng này gọi là hiện tượng đoản mạch này, là khi nào các em cần có một dòng điện lớn thì các bạn sẽ gây ra hiện tượng này. Và hiện tượng này thì đôi khi chúng ta hay dùng để tạo ra lửa ấy. Vì cái dây này nó sẽ rất là nóng, viên pin này nóng này và cái dây này rất là nóng. Và nếu nó nóng đủ thì nó có thể nóng đỏ lên luôn. Nóng đỏ lên nó có thể tạo ra lửa luôn. Nhưng mà viên pin này phải mạnh mới được, thì hiện tượng này gọi là đoản mạch đấy. Đúng chưa? Rồi bây giờ bên vật lý cũng tương tự, hiện tượng đối với điện xoay chiều thì người ta không gọi là đoản mạch, người ta gọi là cộng hưởng nha. Chúng ta có bên phần dao động cơ các bạn cũng học cộng hưởng đó mà. Nha. Vậy hiện tượng ở đây y mát, bây giờ ta coi ta khoanh vùng thử. U này chắc chắn là hằng số rồi nè. Được chưa? Và ở đây trong mạch điện xoay chiều thì thông thường đó nha. Thì cái R lớn và R nhỏ đây cũng là hằng số luôn. Vậy cái nhóm biến đổi là cái nhóm nào? À cái nhóm biến đổi là cái nhóm này. Và để biến đổi ZL thì chúng ta có những khả năng nào để làm thay đổi ZL? Nhóm biến đổi có nghĩa là gì các bạn? Một là nó thay đổi ZL, hai là nó thay đổi ZC đúng không? Và nếu muốn thay đổi ZL thì chúng ta sẽ thay đổi L hoặc thay đổi Omega đúng không? Còn nếu trong trường hợp em muốn thay đổi C thì em sẽ thay đổi à, xin lỗi, muốn thay đổi ZC thì có phải mình thay đổi C không? Và thay đổi Omega đúng không? Như vậy đây tự chung lại là thay đổi ba đại lượng này. Tất nhiên đi thi thì không bao giờ người ta cho thay đổi cả ba đâu em, nó chỉ thay đổi một trong ba đại lượng này. Thầy gộp lại nha, có nghĩa rằng nếu thay đổi L thì ảnh hưởng đến ZL, nếu thay đổi C thì ảnh hưởng đến ZC, nếu thay đổi Omega thì ảnh hưởng đến cả hai. Tức là nói tóm lại cái nhóm này là thay đổi này. Bài này biện luận rất là dễ, không cần đầu hàm gì hết. Bạn nào biết phải y mát bằng bao nhiêu và khi nào xảy ra? À, y mát khi nào à? Mi Mi đâu rồi, bật mic lên nói cho tôi nghe được. Mi dạ y mát khi nào?
Thì cái nhóm thay đổi nó bằng mấy? Em chưa biết nữa. Cái nhóm nó bình phương lên mà em, một số bình phương thì nhỏ nhất nó bằng mấy em? Một ạ. Sau thì nhóm bình phương này bằng một em, hàm sin hàm cos nó mới bằng một chứ. Mời Phúc Lâm nào, Phúc Lâm. Thì là khi z l bằng zc. Đúng rồi, do cái nhóm đó nó bình phương thì cái giá trị nhỏ nhất của một hàm bình phương là giá trị bằng mấy? Dạ bằng không. Bằng không, bằng không thì zl bằng zc nha. Và khi zl bằng zc rồi thì cái nhóm thay đổi nó bằng mấy rồi? Bằng không rồi. Thì còn r lớn cộng r nhỏ bình phương, rồi sau đó căng lên là còn r lớn cộng r nhỏ. Như vậy đây. Hiện tượng này gọi là hiện tượng gì? Cộng hơn. Đúng nha. Vậy hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng như nào? Cảm kháng bằng dung kháng. Và lúc đó y nó sẽ mát. Rồi, sẽ dẫn đến những hệ quả gì? Ở này đi thi thì không ai rảnh mà người ta nói hiện tượng cộng hưởng đâu các bạn. Người ta sẽ lấp đi. Bây giờ có những kết quả này diễn ra khi hiện tượng cộng hưởng. Đầu tiên là P toàn mạch. Phải bằng R lớn cộng R nhỏ nhân Y bình không em? Mà Y bây giờ đang đạt trạng thái gì đây em này? Mát. Thì P này cũng gì? Mát. Đấy, một dấu hiệu của hiện tượng cộng hưởng đây. Được chưa? Thứ hai là chúng ta có công thức tan phi. Phải em có là ZL chia ZC chia R. Rồi cái này sẽ bằng mấy khi cộng hưởng xảy ra em nè? Huyền, cái này bằng mấy Huyền? Bằng không ạ. À, bằng không. Bằng không thì em được kết luận gì Huyền? Góc phi bằng phi bằng không ạ. À, phi mà theo định nghĩa nó bằng phi u gì trừ phi gì em? Phi u trừ phi y. Vậy có nghĩa kết luận là u và y như thế nào? Cùng pha. À đúng rồi. Đấy, chúng ta sẽ được kết luận là u và y cùng pha. Đi thi thì chẳng bao giờ người ta bảo là cộng hưởng đâu. Người ta ví dụ người ta nói u và y cùng pha là em hiểu đó là cộng hưởng này. Rồi, chúng ta có hệ số công suất cos phi. Bạn đã biết cái này không mày? Chiếm cái này bằng mấy chiếm? Bằng 1 thôi. Vì phi bằng 0 thì cos 0 bằng 1 thôi. Đấy, ví dụ như vậy. Tất nhiên còn nữa nha, nhưng mà nhiều lắm, nhớ không nổi đâu. Thôi nhớ cho thầy hai cái này thôi nè. À, cái màu tím đó nè. Đấy, có một sao mà hai sao. Đấy, vậy thôi. Như vậy hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng cảm kháng ZL bằng dung kháng ZC. Thế thôi, được chưa? Và y lúc này sẽ mát, đó là dấu hiệu tổng quát nhất. Rồi câu số 14 các bạn, câu 14 trang 33 nha. Câu 14 trang 33 nha các em.
dù bài này thì nó nói trắng đó luôn rồi vậy đó. Cái loại nói trắng này thì đơn giản thôi đúng không? Chúng ta chỉ cần dùng điều kiện ZL và ZC cộng hưởng thôi hả? Điều kiện này đôi khi chúng ta khai triển ra nó còn có một cái biểu thức dễ nhớ hả? Chúng ta có thể học thuộc cái điều kiện này cũng được nè. ZL và ZC là tương đương với điều kiện này nha các em. Các bạn có thể thuộc điều kiện này cũng được nè. L là bằng 0,2. C đang tìm omega chúng ta là 100 pi bình phương. Ở chúng ta đúng C thôi em. Nhưng mà đi thi mà ai mà nói dày nói trắng quá rõ ràng quá ha. Đấy. Tức là nếu nó cho mức độ dễ thì nó nói trắng ra như thế này luôn. Rồi bây giờ nó không nói trắng ra này, ví dụ nó lóc đi nè, giờ nhiệm vụ các bạn là tìm ra này. Vì sao nó như vậy nha. Ví dụ như câu 16 nha các em. Đấy. Rồi suy nghĩ cho kỹ nha.
Sao được chưa các bạn? Chứ không phải mình đoán cộng hưởng nha. Mình hiểu được coi thì lý do vì sao nha. Dữ liệu quan trọng nhất là ULC này. Rồi, bạn nào đọc cho thầy ULC bằng cái gì này? U là nguyên tắc là bằng Y nhân Z nha. Z nào? Mạnh nó rồi, đọc cái thầy ZLC bằng cái gì? Z bằng cái gì Mạnh? Mạnh sao thầy? Z bằng cái gì? Z bằng Z bằng R. Z là Z gì Mạnh? ZLC, ZLC bằng cái gì ta? Z tổng quát đâu, đọc ra cho thầy đã. Bằng R cộng cộng R nhỏ tất cả bình cộng cho ZL trừ ZC tất cả bình. Rồi cứ nhớ tổng quát rồi, bây giờ ZLC tức là chỉ có L và C thôi. Là bằng ZL trừ ZC tất cả bình. Đúng rồi, ZL trừ ZC tất cả bình, căng ra là còn gì? Là còn ZL trừ ZC. Đúng nha. Cộng, yeah. Thì tuyệt đối nha. Các bạn khoan hãy khai triển cái y ra đó nha. Các bạn nhớ quý là thằng này min. Theo các bạn điều gì xảy ra? Mạnh. Muốn UL C min thì như thế nào? Cái nhóm này min. Bạn nói, em biết cái nhóm này min bằng mấy không? Min là bằng chính nó là dạ không chiến từ chiến nhóm này min bằng mấy chiến dạ bằng không rồi à bằng không gì nữa trời ơi nhóm này nó đâu có âm đâu em chết lời chỉ cái xe rồi chị tuyệt đối chắc chắn là dương này y cũng dương này nhân lại chắc chắn là dương vậy nó nhỏ nhất là nó bằng không thôi. Không suy ra đại lượng nào. Đây hiện tượng cộng hưởng nè. Y thì không thể bằng không được rồi. Cho nên chỉ có khả năng ZL bằng ZC thôi. Ok chưa? Rồi chúng ta dùng ZL chỉ ZC thôi rồi chúng ta tìm ra đại lượng đó là F thôi. Nhưng mà bài này người ta sẽ lắp dữ liệu đi rồi nha, người ta không có nói cộng hưởng đấy, nhiệm vụ của bạn là phải moi nó ra là cộng hưởng nha. Ở đây chúng ta không có đoán nha, vì chúng ta đang học cộng hưởng thì phần lớn là cộng hưởng hết, nhưng mà không có đoán nha, phải hiểu vì sao nha. Bài nào nhẹ nhẹ tí anh luôn. Rồi câu 36 nha các em. Rồi tiếp tục câu 36 nha.
Rồi dựa vào đâu để chúng ta biết nó là cộng hưởng là cái câu này chúng ta còn học nhiều cái khác nha, chúng ta không thể đoán cộng hưởng được nha, bị quá thì đoán cũng được nha, giờ chúng ta học mà làm sao. Và thứ hai là các em nhớ đặc tính của điện trở nha các bạn, cả ba thằng này R này, ZL này và thằng CSC, tuy tên gọi nó có khác nhau nhưng đơn vị của nó đều là ôm hết, là nó có cùng bản chất nha. R nối tiếp là bằng gì các em này? Bằng R1 cộng R2. Thì C nối tiếp nó cũng vậy. ZL nối tiếp cũng vậy đây. ZL nối tiếp. Nó cũng bằng ZL1 cộng ZL2. ZC nối tiếp. Nó cũng bằng ZC1 cộng ZC2. Bản chất nó giống nhau mà em. Đấy. Còn song song là nghịch đảo nha. Song song thì nghịch đảo. Thì R nghịch đảo ví dụ như đây. Thì hai thằng kia cũng như vậy nha các em. Đấy thì nói qua về cái ghép nha. Vậy đây chúng ta thấy có ba thằng có sự tương đồng đó là R, ZL và ZC. Nó có sự tương đồng ở đây có nghĩa là bản chất nó giống nhau nha. Rồi bây giờ coi thử. Cần phải ghép tụ C của mình với một cái tụ CX như thế nào. Tức là bài toán này có thể quy thành C thay đổi nha. Để làm gì? Công suất của mạch đạt giá trị lớn nhất. Bài này có một cái điện trở thôi nha. Vậy P mát thì Y mát thôi. Vì R là hằng số thôi mà em. Đúng không? Mà y mát là hiện tượng gì? Cộng hưởng gì đó. Để thôi đơn giản các bạn. Rồi tính cho thầy ZL ban đầu thử coi mừng. L của chúng ta là bằng bao nhiêu? 30 ohm nha. Với xe ban đầu bằng mấy em? Hình như bằng 20 ohm đúng không? Được chưa? Đó là ban đầu thôi nha. Bây giờ chúng ta cần ghép như thế nào các bạn? Muốn có cộng hưởng thì ZL của chúng ta lúc sau thì chúng ta ghép thêm thì ZC lúc này gọi là ZC bộ rồi nha. Hay ZC này gọi là ZC ghép đi. ZL chúng ta bằng 30 ohm. Vậy theo các bạn ta phải ghép nối tiếp hay ghép song song các bạn? Nối tiếp đúng không? Để chúng ta cộng vô đúng không? ZC ban đầu cộng với ZCX đúng không? Thì ZC ban đầu đây là 20 rồi này. Và từ đây chúng ta rút ra được ZCX là bằng 10. Và cộng thì chứng tỏ là ghép gì? Ghép nội tiệp đúng không? Rồi, có ZCX rồi các bạn rút ra thầy CX thôi. Như vậy ZC ban đầu có 20 ohm mà thì chúng ta phải ghép nối tiếp thêm một thằng 10 ohm nữa để chúng ta thành 30 ohm để gây ra được hiện tượng gì? Cộng hưởng. Thì P lúc này nó mới mát nhá. Ok chỗ này các bạn có chỗ nào, chỗ này có chỗ nào bạn nào không hiểu không? Nên có muôn muôn cách khác nhau để nói về hiện tượng cộng hưởng nha. Người ta không cần phải nói trắng ra là cộng hưởng. Người ta nói bóng nói gió thì các bạn phải hiểu cách nào đó chuyển thành cộng hưởng cho thầy.
Ờ, câu 34 nha các em. Càng ngày nó bắt đầu nó nâng dần mức độ nên cố gắng đi. Điều chỉnh điện dung của tụ điện nhá. Điện dung là C rồi. Chúng ta có 3 loại điều chỉnh để có khả năng gây ra được hiện tượng cộng hưởng. Đó, chỉ điều chỉnh 3 đại lượng này thôi nha. Rồi chúng ta vẽ mặt ra bài này điều chỉnh điện áp hiệu dụng trên đoạn AN nhá. Cho đầu mạch AB gồm cuộn dây có điện trở R nhỏ nha. Tụ điện C thay đổi được rồi, tụ điện C. Điện cho thông R bằng 8 ohm. Mắc nối tiếp. À, những đại lượng nào mà thay đổi thì trong mạch điện người ta hay vẽ như thế này nha các bạn, người ta cho một cái mũi tên chéo chéo vậy, các bạn hiểu là giá trị của nó có thể thay đổi được nha. Vậy N là điểm nối giữa điện trở thùng và tụ điện, đây N đây. Rồi đặt vào hai đầu mạch điện áp thì tức là chúng ta chỉ cần U hiệu dụng bằng 200 V này. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hai đầu trên AN cực thiểu nha. Rồi các bạn cố gắng khai triển cái biểu thức UAN cho thầy. Rồi biện luận cho thầy khi nào nó min. Đấy, thầy đã tóm tắt ra cho các bạn rồi nha, cố gắng đi nha. Phần điện thì nó có hai kỹ năng khó, đó là kỹ năng biến đổi ấy, và kỹ năng đọc đồ thị, thì chúng ta đang đang luyện kỹ năng biến đổi nha.
chúng ta cứ khai triển từ OAN đấy các bạn. OAN cứ bằng Y nhân ZAN thôi, cứ vậy nha. Y nó giống nhau cho nên không cần phân biệt nha. Đáng lẽ là Y AN ZAN nhưng mà Y là chắc chắn nó giống nhau rồi. Y là luôn luôn bằng U chia Z rồi nha. Và chúng ta có thêm ZAN nữa. Các bạn cứ khai triển nó đi nha. Ở Z của chúng ta đầy đủ là R lớn cộng R nhỏ nha. Còn ZAN của chúng ta AN nha, không có R lớn nha. Bắt đầu lằng nhằng rồi đây. ZAN đúng chưa các bạn? Rồi coi biểu thức của mình có nó giống của thầy chưa đấy nha. Đấy, phần còn lại của các bạn là biện luận cho thầy hàm bài mít. À, nếu mà nhìn ra thì thôi, còn nếu nhìn không ra thì đậu hàm. Nhưng mà trước khi đậu hàm thì các bạn phải sắp xếp một chút xíu để cho nó đẹp rồi chúng ta hãy đậu hàm nha. À, hai cái này đừng đừng có để cái căn mà đầu hàm mà chết nha, mà dài không chịu nổi đâu nha. Và đưa cái căn chung đi, nó có một cái căn chung đúng không? Rồi nhỏ thậm chí có được cái nào có số thì thay luôn đi. ZL chưa có đúng không? ZL chưa có nha. Cái xe đang chưa có luôn, còn ở dưới là cái mẫu này, R lớn cộng R nhỏ là 100 bình. Và chúng ta có xét thì xét cái ruột thôi nha. Đấy, chúng ta khôn mà, chúng ta xét cái ruột thôi. Và thằng ZC bây giờ sẽ đóng vai trò là ít nha, vì nó thay đổi mà. Đổi thành chữ ít để cho các bạn dễ đạo hàm giống bên toán nha. Vì bài này nó cho C thay đổi mà em, C thay đổi thì dẫn đến là Z C thay đổi nha. Đấy. Và chúng ta sẽ tìm cái giá trị gì của cái hàm Y này, này. Giá trị min nha các bạn. Rồi các bạn dùng công cụ đạo hàm cho thầy thôi. Đấy, phần còn lại của các bạn đấy nha, toán rồi đấy. Và lưu ý với các em là trong biểu thức này ZL là hằng số nha, nó chưa có thôi nhưng mà nó là hằng số nha. Rồi các em đạo hàm cho thầy và tìm cái giá trị nhỏ nhất của cái hàm này nha. Rồi bạn nào đạo hàm ra rồi đọc cho thầy kết quả thôi nha. Đâu mà nào ra rồi à? Lâm đạo hàm ra chưa Lâm?
Dạ chưa thầy ơi. Ôi dồi ôi, hàm này bên toán đầu hàm nhanh mà. Hàm này là hàm phân thức U trên V em. Đạo hàm xong dớt cái đạo hàm bằng không là xong mà. Nhưng mà ZL đạo hàm là bằng không nha em. ZL là hằng số nha. Sao bằng nào đạo hàm ra rồi? Ok chưa? Ủa sao các bạn biết nổi toán học gì mà chậm vậy? Đấy, ví dụ hàm ở trên gọi là hàm U, hàm ở dưới là hàm V nè em. Rồi ta ráp ở đây thử U, U đạo hàm bằng mấy? U là nguyên cái nhóm này đạo hàm này. 20 đạo hàm là bằng không đúng không? Ở x trừ x đạo hàm là thành trừ 1 nha. Thêm ZL chữ X đạo hàm nữa này. Đúng nha. Nhân V. Trừ V phẩy U. V phẩy là cái này đạo hàm này. Ủa cái này toán đó nha, các bạn mà làm ra là do toán đấy, thầy biết rồi đó nha. Đã cho bằng không luôn nha. Rồi xử lý chỗ này cho thầy coi. Ở đây chúng ta thấy có sự xuất hiện của 2ZL chữ X và đây 2ZL chữ X bằng nhân tử chung đi đúng không? Đúng nha. Cái này nhân tử chung rồi mà. Cái này đạo hàm là thành mấy các bạn? ZL trừ X đạo hàm. ZL đạo hàm là 0 trừ X đạo hàm là trừ 1. Nha. Đây cái còn trừ. Nha. Ở sau đây cũng vậy nha. Trừ trừ thành cộng nha. Cái này nhân tử chung rồi. ZL trừ X đạo hàm ra trừ 1 với thêm trừ nó thành cộng. Không đấy.
Rồi cái vé ở phía trước con máy này biến đổi nhanh mà các bạn, biến đổi chậm quá. Ở bên trong còn gì? ZL chữ X bình phương đây, cộng ZL chữ X tất cả anh phương là hai lần ZL chữ X tất cả anh phương đúng không? Được chưa? Và cái này còn lại bao nhiêu các bạn hả? Trừ 100 bình cộng 20 bình đúng không? Trừ 9.600. Ok chưa? Rồi, ở đây chúng ta có phương trình tích này đúng không? Hoặc là ZL chữ X bằng 0. Hoặc là gì? Hai lần ZL chữ X tất cả bình phương trừ 9.600 bằng 0. Vậy ta được hai nghiệm nha. ZL bằng X. X đây chính là ZC. Vậy ở trên là cộng hưởng nha, còn ở dưới ngàn sáu trăm mà chia hai 4.800. Rồi trong hai giá trị này sẽ có một cái giá trị làm cho cái hàng của chúng ta là min, đúng chưa? Mà giờ chúng ta chưa biết đúng không? Thì ở đây đáng lẽ là chúng ta vẽ bảng biến thiên nhờ, thôi không cần đâu, toán là vẽ bảng biến thiên rồi các bạn suy ra cho thầy đúng là y bằng mấy. Y đây nè em, hàm y của chúng ta đây này. Ờ, con nó bằng mấy các bạn này? Lúc này ZL bằng ZC rồi thì ở trên bằng 0 này, ở dưới bằng 0 đúng không? Là còn 20 bình chia 100 bình. Còn trường hợp ở dưới ZL chữ ZC tất cả bình phương là cho bằng 4.800, thì trên tử là 20 bình cộng 4.800. Và ở dưới là 20 bình, à 100 bình cộng 4.800 đúng không? Rồi chúng ta coi thử y ở trên bằng bao nhiêu và y ở dưới bằng bao nhiêu. 1/25 là ở trên nha. Còn ở dưới. Ba phần 37. Ở dưới là 0,35, còn cái ở trên là 0,04. Thấy cái Thầy nào thôi, mình hả? hình như thầy đọc hàm sai rồi sao thầy, Sao sai? sai cái chỗ u nhân với phẩy đấy này thầy. U nhân V phẩy. Và phía dưới thầy đưa dấu trừ ra, thầy đưa bị thầy thầy đưa bị sai mất rồi. Đây là coi u phẩy, u phẩy là 2 ZL trừ x, ZL trừ x bình trừ V phẩy, đặt 2 ZL trừ x nhân tử chung, thằng này đầu hàm là thằng trừ trừ 100 bình Là bên bên cộng trong là đến cái dấu cộng thứ hai là chuyển thành dấu trừ đó thôi. à, rồi 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 xin lỗi, ở đây mắt chưa đủ nè, cái này bằng mấy rồi? Đúng rồi, hết bằng không rồi mà đúng không? À, bằng không rồi, xin lỗi, cái nói với sau không có nha các bạn. Ừ, chỗ này thì làm nó không ảnh hưởng đến kết quả nhưng mà ngơ quá, quên mất cái chỗ đó nó bằng không rồi mà. Ở đây nó có một nghiệm này đúng nha, cái này chúng ta viết lại là 2 này, ZL trừ ZC trừ X này, ở phía sau là còn lại mấy? Trừ 9.600 đúng không? Vậy chúng ta chỉ còn một nghiệm là ZL trừ X bằng 0 thôi, không cần kiểm tra ở trường hợp kia nữa nhé. Lúc này y bằng mấy của bạn này? Là 20 bình chia 100 bình bằng 1/25 em, đúng không? Rồi vậy thôi,
UAN bằng gì? Đấy, chúng ta quay lại biểu thức UAN của mình nha. Đây, UAN của mình đây. Bằng U nhân với căn Y đúng không? Hồi nãy chúng ta đặt nguyên cái này là Y rồi mà. Rồi ra cho các bạn. U của chúng ta là 200. Còn Y của chúng ta là 1 phần 25. Đáp án là mấy? 40. Ok chưa? Như vậy đấy, bài này chúng ta làm sao chúng ta biết cộng hưởng được, thì chúng ta phải xây dựng hàm số thôi. Và sau khi có hàm số thì nó mà bí quá, chúng ta cứ dùng công cụ đạo hàm rồi giải phương trình đạo hàm bằng không thôi. Được chưa các em? Rồi về nhà các em làm thêm các bài còn lại của cái dạng toán này nha. Và thôi chúng ta nghỉ nha.